Sao vậy? Sao uống đi, uống lòng có vậy, người béo con uống ít thôi. Tâm sự tôi nghe thế nào? Tớ buồn lắm bạn ạ. Buồn chuyện gì cũng cách giải quyết cơ mà. Buồn làm sao? Không giải quyết được. Không, bỏ tớ đi ra miền Nam rồi. Ở miền Nam hả? Em ấy không sợ bỏ tớ vào miền Nam rồi. Tại tớ hết. Tại tớ không lo cho Ngọc nên Ngọc nó buồn đi. Nó nước đổ không rồi. Mang lên một cô ấy, vậy tí cứ về nhà lấy chăn không anh? Chăn, chăn đi vô các thứ đi. Chị gái ơi! Chị gái! 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 Chị thôi, cái này rồi. Đây, đây. Đây, cầm đây. Đây ra em là cái hoa quả nữa. Cái cô ăn bánh mì nhỉ? Chị ý muốn mua cháo cho cô ấy. Bánh mì sao được? Chị cũng bỏ đấy đi, cái này cho cô ngồi cô ăn vặt. Chị ra đây em là cái xong hoa quả nữa. Mua hoa quả hay mua quả gì cho ấy? Thật là ngon nhỉ? Em không mua hoa quả gì? Anh thích mua quả gì? Mua hoa quả gì? Nào, cái gì tôi quen với Sâm ạ? Bạn anh à? Sao là đám người uống bia vậy? Sáng ra ngồi uống bia với chị. Khánh á? Khánh á? Uống lâu cho chị. Phải có Khánh gọi không? Cầm chuyện với anh ra chị đẩy em tí, em ra giữa trong này xem nào. Khánh trước anh em mình đi chơi đấy gì. Khánh ơi. Bạn sao vậy? Sao con bia uống như này? Hả? Sao vậy? Con nào? Đâu rồi? Sao uống thì uống lắm có vậy, người béo con uống ít thôi. Uống lắm vậy. Bạn đâu rồi? Ăn rồi. Sao vậy? Hả? Ngồi đây uống tớ. Sao vậy anh? Ngồi đây uống tớ cô. Tao uống gì, bao nhiêu rồi? Ngồi đây. Có bình tĩnh nào, không có 7, 8 lâu rồi. Ngồi đây uống tớ. Thôi. Bạn có chuyện gì bình tĩnh nào? Sao vậy? Uống tớ. Thôi không uống nữa, không uống nữa, say rồi đấy. Đến đây để anh vợ anh có trai và anh ngồi ăn rồi. Đâu rồi? Bạn ơi. Đi vào lấy anh ít gì ăn nhanh lên. Đi vào lấy gì ăn lên. Ngồi đây uống tớ. Đây. Nhưng mà bạn làm sao? Đây tôi ngồi hai người đàn ông tâm sự. Đưa đâu? Về chơi à? Tôi đang đi có việc của ấy gì thế mũi đồ. Sao vậy? Vãi, uống đi mà kinh vậy. Uống bạn à. Uống đi. Uống nốt lon này xong tôi bạn nói chuyện thôi nhá. Không uống nhá. Uống đi, còn nhiều mà bạn uống đi. Bạn có chuyện gì đúng không? Chuyện gia đình hay làm sao? Tâm sự tôi nghe thế nào? Thấy buồn lắm bạn ạ. Buồn chuyện gì cũng cách giải quyết cơ mà. Buồn làm sao? Không giải quyết được. Bây giờ thì mẹ một thằng đàn ông mà thì nó không bảo vệ được người con gái mình yêu thì mẹ sống làm đéo gì nữa bạn. Sao vậy? Ngọc bạn làm sao à? Ngọc sao? Hả? Thôi không uống nữa. Không uống nữa. Để em dọn mấy này đi quán Khánh lại. Đây, tôi tâm sự bạn đây. Tí này nữa thôi. Chứ đây. Thứ bạn uống không say không về cơ mà. Không phải không say không về bạn hiểu chưa? Bạn cứ ra đây uống tớ. Không say không mà uống đi. Thôi uống nốt một mũi này. Thôi bảo không uống được thôi đừng say uống nữa mà. Không uống được uống lạnh đi. Ấy em đỡ đây anh lau mặc áo mà có lạnh rồi. Sao nó mặc áo vào xem này. Uống đây xem nào. Em sướt mướt này. Bạn đây. Mặc áo vào đã. Bạn. Tôi đây. Không thể lấy điện thoại điện cho Ngọc không nào. Vậy cái Ngọc là sao? Nó sao lại không bảo vệ được là sao? Mặc khẩu lá gì đấy? Không bạn mở ra tôi gọi cho Ngọc tôi nói chuyện làm sao anh bạn hai bạn gọi làm sao đâu. ID ở đây này. Ngọc không nghe máy đâu, Ngọc không nghe máy của tớ đâu, bạn không được gọi. Ngọc nó không nghe đâu. Có một gọi mà nghe này. Bạn không được gọi, nó bỏ tớ đi rồi. Nó bỏ tớ đi rồi. Sao vậy? Ngọc bỏ tớ đi rồi. Sao mà bỏ như làm sao bỏ chứ bạn ý bạn nó không giữ được Ngọc á. Không uống nó mặc áo còn lạnh. Áo vào không? Đừng gọi được rồi. Không, đừng uống nữa. Không uống nữa.
Ôi. Thôi mặc xỏ vào xong đi sang bàn dưới ngồi. Đi đây. Lại đây. Bạn lai tớ đi tìm Ngọc nữa. Bây giờ Ngọc ở đâu? Ngọc bỏ tớ. Bỏ tớ đi ở miền Nam rồi. Ở miền Nam hả? Em ấy không sợ. Bỏ tớ ở miền Nam rồi. Tại tớ hết. Tại tớ. Tớ không lo được cho Ngọc nên Ngọc nó bỏ nó đi. Bình tĩnh chuyện gì nó giải quyết cơ mà. Cứ ăn uống thì tinh thần nó mới khỏe phán với suy nghĩ. Chứ bây giờ bạn cứ uống rượu chè say thế. Bạn nghĩ cái gì? Tớ không về đâu. Tớ không về nhà đâu, về không muốn gặp mẹ tớ nữa. Vậy tớ không muốn gặp ai nữa. Vậy ngồi đây, tôi bạn uống, tôi nói chuyện bạn, ok chưa? Được, ngồi đây. Ngồi đây uống tiếp. Được, ngồi đây. Ngồi đây. Ủa không mơ, tớ về cái nhà này nữa. Và lấy bây giờ mẹ tớ coi tớ ra cái gì đâu. Rồi người con gái tớ yêu mẹ tớ cũng cản, không cho yêu. Rồi tớ về đây làm gì, tớ sống làm gì là nữa. Là ở cái Ngọc với cả anh thôi. Còn sao mấy được. Tôi uống thay bạn, được chưa? Em không hiểu được đâu. Còn bây giờ nhá. Ôi bạn. Bạn, có anh mà uống nữa, anh phải giả người à? Mà đây. Không uống nữa, bạn bửa rồi, không uống nữa. Khóc lóc còn gì bây giờ, bạn cũng bỏ bạn đi rồi đúng không? Đấy. Đi rồi. Đây này nha, bạn này. Mình là hai thằng đàn ông, đúng chưa? Bạn nhìn thấy đi. Bây giờ tôi chưa biết cả chuyện của bạn Ngọc như nào. Mà trước mắt thì bạn đang nói là không giữ được người yêu đúng không? Đúng rồi. Mà bố mẹ bạn bây giờ cũng đang cấm bạn yêu Ngọc đúng không? Có mẹ thơ rồi, lúc nào cũng cả ăn không cho bạn yêu không. Bây giờ quan trọng hai người yêu thương nhau rồi. Bây giờ bạn cứ từ từ mình nói giận. Nói giận là Ngọc nó hiểu. Bây giờ bạn cứ đâm đầu bạn đi bia rượu suốt ngày này thì bạn nghĩ được gì nữa? Tớ biết là vậy. Tớ mẹ tớ không muốn ghét Ngọc, không hợp nhau. Hai người không hợp nhau đúng không? Tớ với Ngọc ra ngoài ở riêng. Tớ với Ngọc đang đi tìm phòng trọ nhưng mà lúc tớ đi tìm phòng trọ Ngọc nó để tớ lại, nó bỏ đi rồi. Tớ yêu nhau bao lâu mà tự dưng lại bỏ đi, yêu nhau bao lâu rồi? Yêu nhau hơn một năm rồi. Hơn năm rồi á? Không, một năm rồi mà sao mẹ lại cấm được? Cấm thì cấm từ đầu, chứ cấm hơn năm lại cấm. Em không hiểu được đâu. Không uống, đây tôi uống cho bạn mà, tôi em uống cho bạn. Thôi, không uống nữa. Mật thổ lá gì vậy? Mở ra gọi Ngọc cho nào. Bây giờ? Cứ mở ra gọi Ngọc về nói chuyện thôi. Còn bây giờ, tớ chỉ muốn gặp Ngọc một lần thôi. Tớ hỏi Ngọc bây giờ. Tớ chỉ muốn xin lỗi Ngọc một câu. Gọi không cho gọi xin lỗi kiểu gì? Chứ gọi niềm tin à? Bây giờ em tìm Ngọc Du Hành thôi. Tìm biết ở đâu mà tìm? Bạn sai rồi đấy. Em tìm Ngọc Tranh thôi. Bạn sai rồi đấy. Bạn tìm Ngọc của tớ thôi. Bạn sai rồi đấy. Tớ chỉ nói với Ngọc đúng một câu thôi. Đi gọi điện cho Ngọc đấy. Tớ buông tha cho Ngọc, cho Ngọc đi tìm thằng khác, còn không cần ép yêu tớ nữa. Ngọc không nghe đâu. Em đi tìm Ngọc cho anh với. Em biết ở đâu mà anh tìm. Anh chỉ nói một câu thôi là Ngọc về cho Ngọc đi yêu thằng khác không yêu anh nữa. Tại yêu anh chả có cái gì. Anh chỉ đem lại phiền phức cho nó thôi. Bạn bỏ tớ ra, còn bạn không uống với tớ thì bạn về đi. Thôi, em về đi, bỏ tớ ra. Về đi. Bạn uống nhiều rồi. Đi ra ngoài này, đi ra ngoài này ngồi đi. Tớ không về nhà đấy. Không còn về nhà đấy nữa. Không uống được nữa. Không uống nữa đâu. Bây giờ về cái nhà đấy có ai thương tớ đâu. Vậy ngồi đây, không ai cũng cấm cản tớ, mà rõ ràng tớ có làm gì đâu. Thôi được rồi, chuyện yêu đương thì xảy ra ấy. Em ấy gọi Ngọc anh cái. Ngọc không nghe đâu, đi ở miền Nam rồi. Thế thấy vậy đi tìm chưa? Tớ lên bên xe tìm rồi. Người ta bảo Ngọc bắt xe vào miền Nam rồi. Vậy là Ngọc cũng bỏ Khánh thật rồi. Không bỏ được anh ạ. Ngọc bỏ Khánh thật rồi. Bạn yêu nhau hơn. Em. Yêu rồi, tôi hứa tìm bạn. Bây giờ đi xe đâu? Đưa về nhà đã. Không. Tôi không về nhà đâu. Bạn nghe tôi không? Không về nhà tôi đâu. Tôi xách cả thùng bia này về tí tôi bạn uống. Không. Uống vào đây. Về nhà uống ở đây. Không về nhà. Tôi không muốn về cái nhà đấy nữa. Lên xe tôi cho về nhà. Tôi về nhà tôi tìm Ngọc về đấy chưa? Đi tìm Ngọc. Bây giờ đi đón Ngọc về đấy. Đi tìm Ngọc. Tìm Ngọc nhá. Đón Ngọc về. Đi tìm Ngọc. Giữ em để em quay xe. Đi tìm Ngọc về. Bây giờ đi tìm, lên xem đi tìm. Chị gái ơi, tí nữa em sang em gửi tiền bia nhá. Thôi đi tìm Ngọc nhá. Đi về nhà Ngọc.
Anh ngồi lên đi để em like cho. Không phải nhà đâu, đi ngồi, tìm ngồi lên đi. Bây giờ đi tìm. Cứ bảo đi tìm đi. Bây giờ tôi đưa bạn đi tìm Ngọc. Anh ngồi lên chưa? Cầm điện thoại Khánh chưa? Cầm rồi. Xe này.